Ô là la, mọi năm là ba mẹ bố cùng nhau dọn Tết. Nhưng năm nay bận nhiều việc quá, cho nên đã giao phần dọn dẹp Tết cho bố bố nhà ta. Hey, nhìn nàng hay nhay nhay ba vậy thôi, chứ dọn dẹp thì cũng đâu ra đó lắm á nha. Thấy em giỏi vậy nên ba quyết định. Bối, vì hôm nay con giỏi cho nên ba có phần thưởng dành cho con nè. Tên tên tên. À, tốt rồi. Mà con mắt con làm sách nữa hả? Khoan khoan, con xem cái này đi đã. Đây là quyển sách thần kỳ đó nha. Sách thần kỳ. Ba, nè, cho con xem đi. Ô là la, thật ra đây là cuốn sách chiếu bóng. Ba đã chọn cho bối ba cuốn: Cây tre chăm đốt, Cây neo ngày Tết và cuốn sách khổng lồ về các ngôi sao và hành tinh. Sách chiếu bóng với thiết kế rất là ấn tượng. Nè nè, mọi người nhìn đi, với chất liệu mica cứng siêu xịn sò, mới cầm thôi là đã cảm thấy đã tay rồi. Với cách kể chuyện bằng những câu thơ lục bát, vừa ngắn gọn lại dễ hiểu. À, sách xịn như này, chứ của nước ngoài hả ba? Ủa, mà sao trong này nó có sự tích Việt Nam vậy ba? Hey, nhìn xịn vậy thật nhưng mà không phải là của nước ngoài đâu nha. Sách chiếu bóng đúng là có ở nước ngoài từ lâu. Các bạn nhỏ đều mê. Sách chiếu bóng này là do một công ty sách thiếu nhi của Việt Nam rất uy tín, Đinh Tị Búc sản xuất. Chất lượng giấy và gia công tương đương với sách chiếu bóng của nước ngoài, mà lại đưa được nội dung sự tích của Việt Nam vào, rất hay và rất gần gũi với các bạn nhỏ của Việt Nam. À, mọi người còn có thể quét mã QR để có thể mở được audiobook song ngữ Việt Anh. Công ty sách Đinh Tị xin trân trọng giới thiệu sách chiếu bóng, rạp chiếu phim trong sách, Cây tre chăm đốt. Đó đó, mọi người thấy hay chưa? Còn về câu chuyện Cây tre chăm đốt thì chắc hẳn không ai không biết đúng không nè. Trước kia thì mình chỉ mở sách ra đọc thôi, còn bây giờ có sách chiếu bóng này thì ta nói y như coi ở rạp vậy đó. Mà đỉnh hơn nữa là còn có song ngữ Việt Anh luôn mới hay chứ. Đọc sách mà đã như vậy thì một ngày đọc bao nhiêu cuốn cũng ok luôn á nha. Và sau đây là một cuốn sách không kém phần thú vị, đó chính là Pickbook, một cuốn sách khổng lồ về các ngôi sao và các hành tinh. Cuốn sách này thì siêu khổng lồ luôn á nha. Cuốn này gồm 4 trang sách khổng lồ, dài tới 1 mét. Mình có thể đọc tới 3 cách lần. Cách 1, đọc như bình thường. Cách 2 là dựa vào thông tin của sách để cùng đố nhau một vài câu hỏi. Cách 3 là vừa tìm hiểu thông tin vừa có thể vẽ lại các bạn động vật trong sách nữa nha. Và với cuốn sách này thì ba bố mong bố sẽ hiểu hơn về các vì sao và các hành tinh. Rồi thì ba bố sẽ cho mọi người xem về các mục của sách: hành tinh của chúng ta, hệ mặt trời, và có thể tìm hiểu kỹ hơn về mặt trời và những thiên hà khổng lồ, và còn có thể khám phá vũ trụ, thăm dò xung quanh, và cuối cùng là hiểu thêm về bầu trời đêm. Và Tết này mọi người hãy thử lì xì sách, tương tác cho các con luyện thói quen đọc và phát triển đa giác quan hơn nha.